qua mắt này hai điều mà em cảm thấy là mình rõ ràng nhất, học rồi mới làm. Bây giờ thật sự là đúng hai ngày em cảm thấy là ba đang nhìn em Ừ, cái là đúng rồi nha. Anh là lúc nào cũng là tươi vui. Vợ là trước khi mà em vào đây á, là em trong tâm thế là em từ Sài Gòn vào đây em đăng ký của thầy hai khóa học. Đúng rồi. Thì trong tâm thế em vẫn chờ đợi cái gì đó ở khóa học sau là khóa học global. Gần 3 năm nay là em làm global nhưng mà chuyên về quảng cáo, và những cái video em chạy quảng cáo là em tự edit luôn. Được. Nên em cũng gọi là nghĩ là mình tới đây với tâm thế là mình biết làm một cái video bán hàng khúc đầu khúc giữa khúc đuôi nó như thế nào. Đấy, nhưng mà thật sự là khi mà chồng em bán gia dụng có những khoảng thời gian là những cái sản phẩm của bọn em khi mà người ta search cái hoặc là bộ trong nhà khỏi sản phẩm của bọn em chơi top 1 luôn. Rồi. Nhưng mà đầu cái họ không gọi là bị flop đi. Ủa vì sao nó bị flop? Trước giờ là em định như thế này là mình làm những cái gì mà mình nghĩ là đúng hoặc là làm giống người ta. Nhưng mà qua khóa học này thầy giúp em hiểu ra một cái câu chuyện là vì sao người ta làm như vậy. Và mình biết là làm cái gì, làm như thế nào, sẵn bước ra làm sao. Thật sự là khi em tiếp xúc với các anh chị thì em thấy là có các anh chị có nhiều kinh nghiệm nhưng mà vẫn đi học, vẫn tới đây update. Nên em khoảng thời gian này em tự chọn, em nghĩ là lựa chọn là đúng.